Các cháu ơi, đây chim của bà nó đã thơm lắm rồi các cháu ạ. Thơm phức luôn đây, con này nó đã bà dở mới rồi. Thơm lắm. Được, món này này ngon đấy các cháu ạ. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy lâu lắm rồi bà không làm món nướng siêu cay các cháu ạ. Thì hôm nay bà lại tiếp tục làm clip mà làm một đĩa chim nướng siêu cay, siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa chim nướng siêu cay này này đấy. Bà chuẩn bị mấy chục con chim luôn này này đấy. Ngon lắm các cháu ạ, bà rửa sạch cái này dốc nước rồi này đấy. Và bây giờ bà giới thiệu, còn đây là nước sốt siêu cay của bà nhá. Đấy, nước sốt siêu cay của bà. Thì các cháu ơi, bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá. Trước tiên là bà nướng là bà sẽ đổ sang bên này, bà tẩm ướt gia vị siêu cay vào trong phòng để 5 phút nhá. Sau bà cho vào cái que là bà nướng nhá. Thì bà làm rồi bà lại mời tất cả các cháu tới để ăn với mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Nào bây giờ bà đổ xuống đây. Đây bà đi găng tay và bà đổ xuống đây cho bà tẩm ướt. Đây lâu lắm rồi bà không làm món siêu cay là bà lại nhớ. Thế là hôm nay bà làm. Đây bà để bát siêu cay ra đây. Nào bà bỏ chim vào. Ui bà bê bà chút. Đây rơi cái lá đấy. Lại rơi cái lá. Nào bà bỏ nước sốt vào. Bà trộn đều lên. Sau bà ủ 5 phút. Đấy siêu cay đấy các cháu ạ. Đấy các cháu ạ, nó đỏ này, đỏ tươi này. Đấy thơm lắm, cái mùi nước sốt thơm lắm các cháu ạ. Ui. Đấy chỗ này bà chuẩn bị mấy chục cô ăn. Thì các cháu xem clip của bà có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Đấy, đấy rồi. Đỏ tươi luôn. Thì các cháu ơi, bây giờ bà ngâm 5-10 phút nhá. Bà mang đi nước. Thì đấy. Bây giờ bà để đây. Thì trong khi chờ đợi bà đi dón bếp nhá. Các cháu ơi, đấy chim bà đã úp được 5-10 phút rồi. Đã ướp được 5-10 phút rồi. Thì bây giờ bà bỏ lên bếp và nướng nhá. Đây bà dón bếp đây đấy, các cháu ở đấy. Nào bây giờ bà đặt cái mảnh nào lên ạ. Đây. Rồi, bây giờ bà bỏ chim lên nướng nhá. Đấy bà bỏ chim lên nướng. Lên nướng. Nhanh tay. Không là thất bại các cháu ạ. Đấy. Xeo rồi các cháu ạ. Thơm lắm. Đây bà cứ cho lên đây. Đang xèo rồi. Đấy. Đấy bà lại phải dở luôn. Ok. Các cháu ơi, đây chim của bà nó đã thơm lắm rồi các cháu ạ. Thơm phức luôn đây, con này nó đã bà dở mới rồi. Thơm lắm. Được, món này này ngon đấy các cháu ạ. Đấy. Làm rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Đấy. Ngon lắm. Nó lủ lèo xèo đấy. Cho con này vào đây. Và đưa chú này ra ngoài này. Những chú nào mà nó đuối lửa là bà lại đưa vào. Các cháu ơi, đấy gần chín rồi các cháu ạ. Thơm lắm, cái món này này hấp dẫn, thơm nước mũi luôn.
Đây con cháu nhìn này, đây con chim này. Nó chòa choạng. Đây bà nướng nó. Phải dở nhanh, không là nó bén ngay. À, các cháu ơi, đây chim nướng nó nhanh, nếu mà lửa cao thấp mạnh quá thì nó lại nhanh cháy. Thế là lấy thì bà kê cao, nhưng bây giờ nó đuối lửa rồi bà lại phải hạ thấp xuống đấy các cháu ạ. Nó không như gà. Khó nướng ghê các cháu ạ. Nếu sơ cái là nó cháy đấy. Đấy thì các cháu nhìn này, đây vàng trộm đây này. Đấy, các cháu nhìn này, thơm lắm. À, các cháu ơi, đấy chim của bà nó chín rồi đây các cháu nhìn này đấy. Nó hấp dẫn không? Đấy các cháu nhìn này. Thì bây giờ bà bỏ ra cái đĩa nhá. Xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới để ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Nhà bà hôm nay có các cháu đến chơi. Rồi, là bây giờ chín rồi bà bỏ ra nào. Đấy bà bỏ ra. Đây. Thơm lắm các cháu ạ. Thơm phức luôn. À các cháu ơi, đây thế là bà đã nướng xong một đĩa chim đây rồi các cháu này đấy, siêu to khổng lồ thơm ngon lắm. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì bây giờ bà mời các cháu ăn với bà nhá. Mà các bạn đến đây ăn nhá. Mà các bạn đi ăn nhá. Rồi. Rồi cháu cầm đưa cho mấy bạn xa giúp bà ấy. Nào. Này ngon chưa này? Này. Tuấn. Ok. Nói chuyện cho các bạn. Này cháu. Rồi. Thơm lắm mọi người ạ. Rồi, bà mời các cháu ăn nhá. Thôi các cháu ăn đi. Cháu mời bà. Cái chân nó cũng mắc mắc mọi người nhá. Mời các bạn nhá. Rồi, bà mời các cháu ăn với bà nhá. Thơm lắm. Ôi trời. Các bạn nhá, ngon lắm. Các bạn ăn cùng mình nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mình mời mọi người ăn cùng mình nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Uầy, ngon cực luôn. Mời cả mọi người ăn nhá. Ăn cùng luôn nhá. Bà mời các cháu ăn với bà nhá. Đấy. Dài lắm, săn chắc các cháu ạ. Ngọt thịt ấy, đưa vào nữa tan luôn, giòn đấy. Nè mời bạn nhá, ngon lắm bạn. Ngon lắm các bạn, ăn cả xương, mình ăn cả xương các bạn. Đấy, ăn giòn tan các bạn, giòn lắm. Ngon lắm các bạn. Ai mà chưa ăn này hơi bị tiếc con nha. Ngon cực, giòn, ngon. Tôi phải làm 3 con. Có cháu ạ. Gia vị bà ướp vừa lắm. Thơm phức. Ngon, được món thịt chim ăn ngon lắm. Đã vừa lắm các bạn. Không có tim muối nữa thì ngon lắm. Chấm cả con ăn này. Cháu ăn mạnh nhé. Giòn tan các cháu ạ. Đấy các cháu ơi, đã hết đĩa rồi, hết đĩa. Nó ngon quá các cháu ạ, cái món này nó ngon quá, ngon hết đĩa rồi. Cháu ăn mạnh nhé. Vâng. Ngon lắm các bạn, mình ăn tốn này, ăn hết bằng này này. Ui, sợ rồi các bạn. Ngon lắm các bạn, mình ăn rất lên. Ăn hết mấy con các bạn. À, các cháu ạ, cái con chim này là cái ức nó dày lắm này, tinh thịt lạc này. Đấy. Uầy. Ngập răng luôn các cháu ạ, ngọt. Ngọt tháo. À, các cháu ơi. Đây, thế là mấy bà cháu nhà bà hôm nay là ăn hết đĩa chim cút rồi, nướng rồi, siêu to khổng lồ. Mà các cháu hôm nay bà vui lắm, nhà bà hôm nay là rất nhiều các cháu trai. Bà các cháu ơi, ai chưa có người yêu đấy.
Thì cháu gái nào mà chưa có người yêu đi liên hệ với bà nhá, bà tuyển cho anh. Đấy, toàn các cháu này xinh lắm. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng gò clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem gò clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bà nhá.